Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Google để chạy quảng cáo. Cho dù các bạn làm bất cứ cái lĩnh vực nào liên quan tới Internet, ví dụ các bạn làm kinh doanh online hay là làm website hay là làm YouTube, thì các bạn cần phải quảng bá cái dịch vụ của mình tới khách hàng ha. Và để mà quảng bá sản phẩm dịch vụ của bạn tới khách hàng thì các bạn cần phải có một cái tài khoản quảng cáo ha, để mà phân phối quảng cáo tới khách hàng tiềm năng. Đó, thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái cách mình có thể tạo tài khoản chạy quảng cáo Google ha. Các bạn hãy theo dõi hết cái video của mình nhé, để mà chắc chắn tạo tài khoản thành công ha. Và nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like, comment một cái điều gì đó bên dưới nhé. Rồi thì để mà tạo tài khoản quảng cáo Google, các bạn cần chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Gmail và một cái thẻ Visa. Gmail thì chắc ai cũng có hết rồi đúng không? Nếu các bạn chưa có Gmail thì các bạn có thể lên YouTube và tìm hướng dẫn nhé. Cách tạo Gmail thì rất là dễ thôi. Còn đối với thẻ Visa, thẻ Visa có nghĩa là thẻ thanh toán quốc tế ha, chứ không phải là thẻ ATM thông thường nhé. Các bạn có thể ra ngân hàng để đăng ký làm thẻ Visa. Đây mình sẽ cho các bạn xem cái thẻ Visa này. Các bạn có thể sử dụng thẻ Visa của bất cứ ngân hàng nào ha. Các bạn đang xài cái tài khoản của ngân hàng nào thì các bạn có thể làm thẻ Visa của ngân hàng đó cũng được ha. Ở đây thì mình đang xài thẻ Visa của ngân hàng MB nhé. Đây mình sẽ lấy một cái hình ảnh cụ thể nhé. Đây thẻ Visa này, thẻ Visa debit của ngân hàng MB luôn cho bạn xem cho nó cụ thể luôn. Đây thẻ Visa là cái thẻ này nhé. Đây thẻ Visa là cái thẻ này này. Các bạn có thể ra ngân hàng để làm thẻ nhé. Hoặc là nếu các bạn không có thời gian ra ngân hàng, các bạn có thể đăng ký làm thẻ Visa online. Thì mình đã có video hướng dẫn các bạn cái cách làm thẻ Visa online rồi. Tức là các bạn có thể ngồi tại nhà, các bạn vẫn có thể đăng ký làm thẻ và người ta sẽ giao thẻ về tận nhà cho bạn luôn. Đó, các bạn đăng ký thì tầm 5-7 ngày là các bạn có thể nhận thẻ ha. Họ sẽ giao về nhà cho bạn. Các bạn nào mà ở xa ngân hàng, các bạn không tiện đi lại, các bạn có thể xem cái video hướng dẫn cách làm thẻ Visa tại nhà của mình bên dưới phần mô tả ha, ở dưới bình luận ha. Đó, thì thẻ Visa là thẻ này ha, các bạn sẽ làm cho mình cái thẻ Visa này. Thẻ Visa trả trước nhé. Tức là mình xài bao nhiêu thì mình sẽ trả bấy nhiêu. Nói chung là các bạn cứ ra ngân hàng, các bạn kêu người ta là làm thẻ Visa để mà thanh toán quốc tế. Đây Visa debit này, debit có nghĩa là thẻ Visa trả trước nhé. Các bạn xài bao nhiêu các bạn trả bấy nhiêu. Hoặc các bạn không muốn ra ngân hàng làm thẻ, các bạn có thể xem luôn cái video hướng dẫn của mình ha. Cái đường link video hướng dẫn cách làm thẻ Visa ở dưới mô tả nhé. Đó, các bạn có thể xem thì các bạn sẽ làm được cái thẻ Visa giống như ở đây ha, và các bạn có thể chạy quảng cáo được. Các bạn làm theo video hướng dẫn của mình thì các bạn khỏi phải ra ngân hàng mất công ha. Đó, 5-7 ngày các bạn có thể nhận thẻ rồi. Sau khi các bạn đã có cái thẻ Visa rồi thì các bạn sẽ nạp tiền vào cái thẻ này ha. Các bạn có thể nạp vào tầm 200.000 gì đó ha. Rồi thì bây giờ để mà tạo tài khoản quảng cáo, các bạn có thể lên Google, các bạn gõ cho mình cái từ khóa là Google Ads ha. Google Ads. Đây các bạn gõ cho mình từ khóa là Google Ads này thì nó sẽ hiện ra cái trang web của Google ha, ads.google.com này. Đây các bạn sẽ nhấp vào cái này. Nhấp vào website này ha. Đó thì nó sẽ hiện ra giao diện như vậy. Hoặc là các bạn có thể vào cái bài viết mình để ở dưới bình luận ha. Trong cái bài viết đó sẽ có cái nút đăng ký. Nhấp vào cái nút đăng ký thì nó cũng hiện ra cái giao diện như vậy ha. Rồi thì ở đây các bạn sẽ nhấp vào bắt đầu ngay ha. Đây nhấp vào bắt đầu ngay này. Rồi ở bước này thì Google sẽ yêu cầu các bạn là điền email. Các bạn sẽ điền email của bạn vào ha. Sau đó bạn nhấn tiếp theo này. Rồi sau đó các bạn sẽ điền mật khẩu của bạn vào đây ha. Sau khi điền mật khẩu xong các bạn sẽ nhấn vào tiếp theo. Rồi nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy ha. Ở đây các bạn sẽ nhấp vào cho mình cái phần là chuyển sang chế độ chuyên gia này. Nhấp vào đây. Rồi tiếp theo nó sẽ hiện ra cái giao diện như vậy. Thì ở đây nó sẽ yêu cầu bạn tạo một cái chiến dịch ha. Đây các bạn sẽ tạo một chiến dịch mới. Thì các bạn cứ tạo chiến dịch nhé. Ví dụ mình sẽ tạo một chiến dịch đi. Nhấp vào cái phần này. Tạo một chiến dịch mà không cần hướng về mục tiêu. Các bạn sẽ nhấp vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình phần video. Rồi các bạn sẽ kéo xuống nhấn tiếp tục. Các bạn cứ làm theo các bước của mình nhé.
Ở đây thì mình chỉ tạo một chiến dịch để mà được duyệt tài khoản thôi. Thì các bạn cứ tạo bình thường thôi, các bạn sẽ nhấp vào tạo một chiến dịch không cần hướng mục tiêu, rồi nhấn video, rồi nhấp vào cái phần tiếp tục ở đây. Rồi, đây chỉ là một cái chiến dịch nháp thôi nhé, các bạn lưu ý ha, chứ không phải là mình tạo chiến dịch nhé. Thì những cái này các bạn có thể giữ nguyên cũng được. Thì những cái phần tên chiến dịch này các bạn có thể giữ nguyên ha, hoặc là mình ghi là demo thôi, hoặc các bạn ghi gì đó cũng được, hoặc là nháp thôi. Đó, ví dụ như vậy, ghi gì cũng được nhé. Rồi ngân sách thì ghi là 10.000 đi. Đó, rồi ngày kết thúc. Đó, chọn đại nhé. Rồi tí nữa mình sẽ tắt cái quảng cáo này đi, tại vì đây là chỉ làm nháp thôi. Rồi những cái phần dưới này các bạn có thể giá thầu cho là 100. Các bạn cứ kéo tới cái phần giá thầu cho là 100 cho mình, hoặc là 10 đồng thôi. Đó. Rồi tiếp theo, các bạn sẽ tìm cho mình một cái URL ha. URL các bạn có thể lên YouTube này. Các bạn sẽ vào kênh YouTube của bạn nhé. Nếu bạn có kênh YouTube, các bạn sẽ vào kênh YouTube của bạn lấy một cái video nào đó ha. Còn không thì bạn cứ lấy đại một cái video nào đó nhé. Copy đường link, dán vào đây. Rồi. Rồi, chọn đại nhé. ABC gì đó nhé. Đó. Rồi. Nội dung. Các bạn cứ ghi đại gì đó nhé, không không có, cái này chỉ là làm nháp thôi, chỉ là tạo chiến dịch để đăng ký thôi. Rồi, bước này thì các bạn cứ điền hết tất cả thông tin các bạn vào đây ha. Đây, các bạn sẽ điền hết tất cả thông tin nhé. Thì ví dụ như quốc gia thanh toán ở đây nó chọn là Việt Nam, các bạn giữ nguyên. Múi giờ, các bạn giữ nguyên. Mã khuyến mãi, các bạn giữ nguyên cho mình. Các bạn không có mã ưu đãi thì các bạn giữ nguyên ha. Hãy gửi cho tôi mail hiệu quả này, các bạn nhấp vào cái này. Rồi tiếp theo, loại tài khoản này thì các bạn có thể chọn loại tài khoản là cá nhân hoặc là tổ chức ha. Tổ chức thì các bạn sẽ thêm tên nhân nghiệp các bạn vào đây, còn cá nhân thì các bạn sẽ chỉ cần ghi tên các bạn vào đây thôi. Rồi dòng địa chỉ thì các bạn sẽ điền địa chỉ các bạn vào đây ha. Ví dụ các bạn ở số nhà bao nhiêu các bạn có thể điền vào đây. Giờ số nhà. Đó, ví dụ như vậy ha. Ví dụ như vậy, dòng địa chỉ 2 thì các bạn sẽ điền phường các bạn vào đây. Rồi thành phố thì các bạn sẽ điền cái thành phố các bạn đang ở ha. Ví dụ như các bạn ở Biên Hòa, các bạn sẽ điền vào đây. Tỉnh thì Đồng Nai ha. Đồng Nai. Các bạn sẽ tìm Đồng Nai nhé. Đây, tiếng Anh nhé, cái này là tiếng Anh này thì các bạn sẽ tìm cái tên tiếng Anh ha. Nó sẽ ghi không dấu nhé, ví dụ Đồng Nai Province này có nghĩa là tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp Province có nghĩa là tỉnh Đồng Tháp, thì các bạn sẽ chọn cái tên các bạn ha, chọn tên tỉnh các bạn ha, tên tỉnh theo tiếng Anh á là không dấu ha. Rồi mã bưu điện thì bạn sẽ lên Google các bạn tìm ha, ví dụ như các bạn ở Đồng Nai thì bạn sẽ tìm là mã bưu điện, mã bưu điện Đồng Nai đó, ví dụ như vậy chẳng hạn ha. Đó, ví dụ như vậy ha, sau đó bạn sẽ vào cái website này. Đó, mã bưu điện Đồng Nai này, các bạn sẽ copy ha. Ví dụ các bạn ở gần cái địa chỉ nào ở đây thì bạn sẽ copy vào. Ví dụ mình ở gần cái địa chỉ tỉnh ủy và văn phòng tỉnh này thì copy cái, rồi sau đó dán vào đây ha. Đó. Rồi số điện thoại các bạn sẽ điền số điện thoại các bạn vào đây ha. Rồi tiếp theo. Tiếp theo nhé. Kết bạn thanh toán này thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn kết thanh toán bằng thẻ Visa ha. Thì vậy thẻ Visa như hồi nãy mình có nói đó là thẻ thanh toán quốc tế, thì các bạn có thể ra ngân hàng trực tiếp để làm luôn, hoặc các bạn có thể làm online. Nếu các bạn có nhu cầu làm online thì mình đã có video hướng dẫn cách làm thẻ Visa online, người ta sẽ chuyển thẻ về tận nhà cho bạn luôn nhé. Bạn nào mà không có ra ngân hàng được thì bạn có thể làm theo hướng dẫn của mình. Rồi thì ở đây số tiền thanh toán các bạn sẽ nhập cho mình ít nhất là 160 ngàn nhé. Rồi phương thức này, phương thức thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Nhấp vào cái này. Đó thì nó sẽ hiện ra cái phần để các bạn có thể điền số thẻ và ngày tháng cũng như là cái số CVC. Thì số thẻ có nghĩa là các bạn sẽ lên Google các bạn tìm này. Đây mình sẽ lên, đây mình sẽ ví dụ nhé. Thì cái số thẻ có nghĩa là cái dãy số này nhé. Đây, cái dãy số này này. Các bạn nhớ nhé, điền cái số thẻ này vào đây nhé. Điền cái dãy số này đi. Đây dãy số là 400123456789109010 này, các bạn sẽ điền cái số đó vào đây.
Rồi tiếp theo tháng 5. Tháng 5 thì các bạn sẽ điền cái tháng 5 này này, 12 2020 ha, tức là cái ngày tháng cái năm hết hạn á, hết hạn của thẻ này á, thì các bạn sẽ điền vào đây. Ví dụ ở đây là 12 12 20 đúng không? Các bạn sẽ điền ở đây 12 20. Rồi, tiếp theo CVC có nghĩa là cái số ở mặt sau thẻ ha. Mặt sau thẻ này, ví dụ mình sẽ lấy một cái số mặt sau thẻ nhé. Mặt sau thì chỉ có 3 số thôi, các bạn sẽ điền 3 số của mặt sau vào ha. Đối với cái thẻ của mình á thì đây, đối với cái thẻ của mình á thì nó chỉ có 3 số ở sau này thôi, nó sẽ có 3 số ở sau này. Còn đối với một số người á, đối với một số thẻ á, thì nó sẽ có cả cái dãy số này, thì các bạn cứ lấy 3 cái số sau cùng nhé. Các bạn cứ lấy 3 cái số sau cùng các bạn điền vào đây là được. Rồi, tên chủ thẻ các bạn sẽ điền tên các bạn vào đây. Rồi. Rồi địa chỉ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ giống như ở trên thì các bạn tích vào ô này. Rồi, rồi sau đó nhấp vào tôi đồng ý với điều khoản của UOS này, rồi nhấn vào gửi là được ha. Rồi sau khi mà các bạn nhấn vào gửi á, thì nó sẽ hiện ra cái giao diện của cái tài khoản Google Ads ha. Thì đây là một cái tài khoản Google Ads của mình. Ở đây là do là mình đã chạy rồi cho nên là nó có số liệu ở đây. Còn nếu các bạn mới vào thì nó sẽ hiện số liệu là không ha. Đó, thì bắt đầu các bạn có thể chạy chiến dịch được rồi nhé. Đó, các bạn có thể tiến hành chạy chiến dịch được rồi. Các bạn muốn chạy chiến dịch thì các bạn sẽ vào cái phần chiến dịch này. Rồi các bạn thêm chiến dịch vào ha. Các bạn nhấp vào chiến dịch nó sẽ có cái dấu cộng ở đây. Các bạn chỉ cần thêm chiến dịch vào là được ha. Đó. Thì trong cái video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Google Ads thôi. Còn cái cách mà mình có thể chạy chiến dịch thì mình sẽ có video hướng dẫn sau ha. Tới cái bước này thì các bạn đã hoàn tất cái quá trình tạo tài khoản rồi ha. À, hồi nãy mình quên, hồi nãy là mình có hướng dẫn các bạn cách tạo một cái chiến dịch đúng không? Thì sau khi mà liên kết tài khoản Visa vào rồi thì các bạn sẽ tắt cái chiến dịch đó đi nhá, để mà tránh mất tiền ha. Tại vì các bạn tạo chiến dịch xong rồi thì nó sẽ chạy chiến dịch đó, thì nó sẽ trừ tiền trong cái tài khoản các bạn, thì các bạn sẽ xóa chiến dịch đó đi. Tại vì chiến dịch đó thì mình chỉ làm nháp để mà đừng chuyển tài khoản thôi. Thì để mà xóa chiến dịch đó đi, các bạn sẽ vào cái phần tất cả chiến dịch này. Thì nó sẽ hiện ra tất cả chiến dịch mà các bạn đã cài đặt ở đây. Thì các bạn sẽ lựa chọn cái chiến dịch các bạn đã tạo ha. Ở đây thì do mình tạo rất là nhiều chiến dịch cho nên nó hiện ra ở đây. Còn nếu các bạn mới tạo thì nó chỉ hiện ra cái chiến dịch các bạn đã tạo thôi. Đó, chiến dịch demo hồi nãy á, thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng này. Đây, nhấp vào cái biểu tượng màu xanh xanh ở đây nhé. Đây, nhấp vào cái biểu tượng xanh xanh ở đây nhé. Nhấp vào đây thì nó sẽ có cái nút tạm dừng hoặc là xóa. Đó, thì các bạn sẽ nhấn vào xóa cho mình ha. Đó, rồi các bạn sẽ tạo chiến dịch mới ha. Để tạo chiến dịch mới thì bạn sẽ nhấp vào dấu cộng ở đây này, rồi tạo chiến dịch ha. Cái cách tạo chiến dịch thì video sau có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Còn trong video này thì mình chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản quảng cáo thôi. Rồi, video hôm nay của mình dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể comment bên dưới. Mình sẽ giải đáp thắc mắc các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video này giúp mình nhé.